Hello, chào anh chị em các bạn nha. Hồi nãy đang like cái like kia nó cái bạn nó yếu quá, nó bị không biết sao rồi. Vô cái ra lại không được rồi, cái không like được. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Nói chung thì cuộc sống mà chúng ta thấy ở Mỹ thấy đâu giờ cũng phải làm thôi, ở đâu cũng phải làm hết, nên chị cố gắng lo làm kiếm số vốn đi nè anh chị. Sau này con cái nó lớn rồi, lo nó ăn học dạy nó, sau này nó về lại quê hương mình chỉ cho nó, hè dẫn nó về Việt Nam chơi. Việt Nam mình sau này phát triển mạnh lắm á, Việt Nam mình có nhiều cái cơ hội và tiềm năng lắm. Không lẽ bây giờ mình dẫn con mình qua xứ người ta làm rồi đóng thế rồi tất tần tật, đời của nó không biết sau này cuộc sống ở Mỹ nó có được như ngày hôm nay không nữa. Cái gì nó càng lúc càng khó khăn hơn. Cho nên mình phải trở về với quê hương của mình, quê cha đất tổ, nơi mình sinh ra và lớn lên. Anh chị em các bạn thấy cái người Do Thái không? Nó đi tứ xứ, người Trung Quốc cũng vậy. Mà khi họ quay trở về quê hương dân tộc của họ, họ vẫn đùm đùm đàn đàn, con cái cháu chắc về với quê hương. Mình sang xứ người ta, mình làm ăn, mình học hỏi, rồi mình về quê hương của mình chứ. Không lẽ qua đó cứ đi cài hoài hả? Nên thì biết anh cài mấy chục năm anh thấy ớn quá. Anh qua bên Mỹ anh cài mấy chục năm mà anh thấy anh thấy ớn. Giờ làm kiếm được số vốn, có nhà có cửa, có công ăn việc làm ổn định, rồi dành dụm sau này mình về quê hương mình. Không có nơi nào bằng quê hương mình chứ. Cái quê hương của mình, cái tiếng nói ngôn ngữ của mình, cái văn hóa của mình làm sao mà bằng được cái đất Mỹ này. Qua bên này giờ chấm cái gì đây, chấm cái gì nữa, cái gì nữa mà chấm hả? Chấm cái gì bây giờ, còn gì nữa mà chấm? Đâu còn gì đâu nữa mà chấm đó. Mỹ với Việt Nam người ta bình thường quá, ngoại giao với nhau ai cũng lo làm ăn hết. Bữa nay tin tức Mỹ nó lên 70% công ty của Mỹ bắt đầu nó kiếm đường, nó chạy rồi đó, nó chạy sang Việt Nam. Nó qua được, bây giờ anh em mình qua được xứ người ta rồi. Làm ăn mình kiếm được số 4 rồi, mình trở về với quê hương mình chứ. Không lẽ cả cuộc đời này mình cứ ngồi đó mình làm hoài làm phí, rồi đóng thế má rồi tùm lum hết. Cuộc sống cứ tất tần tật. Không lẽ trong khi đó Việt Nam bây giờ cái cơ hội làm ăn cũng rất là nhiều, nhà nước chính sách ngày một đổi mới và thông thoáng hơn, tốt hơn, tạo cái cơ hội cho bà con kiều bào làm ăn, đâu phải giống như ngày xưa nữa đâu. Bây giờ Việt Nam là vươn ra cái tầm vóc quốc tế rồi, mình phải lo làm ăn. Ở Mỹ giờ làm chết bà cố luôn, làm tất tần tật. Các bạn thấy, come on boy, you go back now, come on, get out, get out, come on son, come on. À, hai con bạc dê của mình đang nó bận dễ sợ bự. Come on son, come on kid, come on girl, come on, come on, come on, come on now, let's go, come on, come on, come on, over here, come on, come on kid, come on, over here. Come on, come on, son. Come on.
Baik. Nói chứ giờ qua Mỹ làm ăn thấy đổ tiền đổ của chứ giống như đâu phải như ngày xưa nữa đâu. Làm tất tần tật, nhiều khi không biết làm chừng nào mới lấy vốn lại được. Cảm ơn thần đi tay hôm nay đây đây. Làm chừng nào mới lấy vốn lại, thành ra quê hương đổi mới đất nước cứ lo mà làm. Chú gái tay hôm cái gái ha. Có mặt xanh. Nè hai con chó này nó bò ghê. Hồi xưa đẻ có chí. Hồi có cha con chó mẹ. Có đẻ 5 con còn 2 con. Con mẹ nó ngu quá tha đi đâu mất. Mất hết. Bà con ra đi đâu mất chết queo. Anh chị em các bạn thấy đời sống mà ở Việt Nam tôi nói bây giờ biết lo làm ăn rất là khá giả. Anh em các bạn kiều bào theo tôi nói đầu tư Việt Nam đi. Đấy, bây giờ anh em mình lập ra một cái cổ đông ha. Quốc Dương, sao Quốc Dương lập ra cái cổ đông đi rồi mình làm giấy tờ đâu đó. Các bạn mà làm ăn với lại Minh là các bạn phải hãnh diện đó. Nói cho các bạn biết. Lại Minh này làm ăn chưa bao giờ mà ở bên Mỹ nha, chưa bao giờ biết thất bại. Còn ở Việt Nam cũng vậy, chưa bao giờ biết thất bại là gì đâu. Tại vì mình làm cái gì mình cũng phải tính toán kỹ lưỡng, với lại mình có cái kinh nghiệm sống ở Mỹ á, và cái thương trường á, mình làm ăn mình hiểu được cái thương trường thế nào đó. Với lại mình làm theo cái lối làm ăn của Mỹ, mình không có chụp vật, mình cứ tính con đường dài. Ừ, mình lập công ty có cổ phần đấy, cái này lại mình nói thật. Lập công ty có cổ phần mình cứ góp phần gì đó nó vừa vui đó. Mình tạo ra một cái công ty cổ phần làm ăn, mình chơi trên Facebook, nhưng mà mình cần phải thực tế và thực dụng. Đấy. Tại sao đất nước này đổi mới, mai mốt cái tập đoàn của mình bành trướng, mình mạnh lên, mình cạnh tranh với Phạm Nhật Vượng. Nói kiểu này mà bị chửi mẹ. Thôi, Phạm Nhật Vượng thì mình chơi với Phạm Nhật Vượng thì không có cửa đâu. Biết sao mình đủ ăn đủ mặc được rồi ha, em chung em mập. Miễn sao mình đủ ăn đủ mặc đủ xài là được rồi. Miễn sao cái cuối tuần anh em chà bấm lộn, không lộn biết nó có không, có biết mở cửa trong kia không, nó phải dè lại ha. Em trung mập các bạn mà theo lại mình mà làm ăn, tôi nói anh chị các bạn từ thắng cho tới thắng. Hồi xưa mà lại mình mà có anh em mà đông đó, có số là biết mà những người mà hiểu biết mà lo làm biết làm ăn nữa đó. Tôi nói anh chị em các bạn bây giờ ở Việt Nam mà Lợi Minh không thua gì Phạm Nhật Vượng, Nhật Vượng đâu. Là chọc chúng chửi nữa. Ok, cửa không có mở. Thiệt á, ngày xưa các bạn biết mình về làm ăn 9 năm 10 năm gần 10 năm về trước hả? Mẹ, cái thị trường Việt Nam mê luôn. Mấy lô vừa khô lên giá. Chắc là ok rồi, chắc là ok. Xin lỗi bà con nha, vì lý do kỹ thuật. Chúng tôi tạm dừng trong giây lát. Hello, có nghe là không à? 1, 2, 3, 4, 3 má, 2, 3, 4. Ok, nghe được rồi, thấy chớp lên này. Nói chung là các bạn biết, ở bên Mỹ này, mình sang xứ người ta thì mình làm ăn. Bây giờ cái đồng ngoại tệ của mình nó còn ngon như vậy, mà mình không biết chụp lấy cơ hội. Sau này mình về quê hương của mình, chứ ở đó mà cứ trông chờ vô thằng Mỹ, nhìn những cái bài học, những cái bài học xương máu của những cái dân sắc tộc khác. Mỹ này, cái majority nó vẫn là da tụi da trắng thôi,
chào anh Tư nha. Còn mình là dân tộc thiểu số, mình chẳng là cái đinh gì hết. Đi, cứ lấy cái bài học xương máu đi. Tôi nói anh chị các bạn biết, khi mà Nhật nó đánh thằng Mỹ ở Trân Châu Cảng, mà nó lùa dân Nhật vô trong trại tập trung hết, bao nhiêu sự nghiệp, tiền bạc, của cải mất hết trơn hết trọi. Sau vụ 911, tôi nói thật, hồi đó tôi cũng tin tưởng vào Mỹ đó. Tôi rất là tin tưởng nó. Hồi đó tôi nghĩ, tôi tưởng đâu nó làm việc đó, nó vì những cái người dân lao động nhiều hơn. Thật sự mà sau cái biến cố 911, tôi mới té ngửa ra, tôi nói mẹ, mấy thằng này nó ngồi trên đầu trên cổ mình không, dân cu đen làm chết mẹ luôn. Dân cu đen cuốc cài cái tấm thế thiếu con xu nó cũng đòi, thiếu con đồng nó cũng đòi, thiếu con xu nó cũng đòi, không đóng thế, không làm đúng theo cái pháp luật của nó coi, quốc mình văng vô vách. Sau cái biến cố 911, tôi thấy bắt đầu nó lòi ra, dụ mấy cái công ty, mấy thằng CEO nó tham nhũng, nó ăn trên đầu, trên cổ những cái dân lao động, dân cu đen. Anh chị em các bạn thấy, nó ăn chọc đầu chọc cổ hết. Nhiều công ty phá sản sau vụ 911, cũng một số như Enron, công ty điện lực Enron ở Texas này, MCI Worldcom này, mấy công ty lớn luôn. Thời đó vụ Mata Store rồi, biết bao nhiêu mấy thằng CEO làm sai đó. Các bạn thấy nó đuổi việc mấy thằng đó, lãnh tiền triệu, thằng nào nói ôm bạc trăm triệu, bạc chục triệu, rồi nó cho về vườn bãi nhiệm. Còn trong khi đó dân cu đen mất trắng tay luôn, mà mất trắng tay phải làm lại từ đầu hết. Tôi thấy rồi sau biến cố năm 2008 gấp cái đuôi cái nữa, ba cái dân cu đen cũng mất tơi bời ba lá, phải làm lại từ đầu nữa, mất của nữa. Đấy, hai vụ tôi thấy thôi không được chơi anh Mỹ này. Có ngày sách dép, có ngày mà sách cái quần không đi thôi. Làm ăn với Mỹ rồi phải biết khôn. Mấy thằng tư bản nó ngồi trên ngồi chốc, nó làm chứ có cái là nó tạo công ăn việc làm, nó làm cho đời sống của những người dân mà bằng cố nông bị lôi cuốn vào trong cái vòng xoáy của vật chất. Có nhiều thằng chống cộng cực đoan bên Mỹ leo lên mạng kêu trời kêu đất, ca ngợi đội trên đầu thằng Mỹ, đội Mỹ trên đầu. Các bạn thấy toàn là cái lũ ô hợp đó không, nó có biết con mẹ gì đâu. Nó tưởng đâu là nó là công dân Mỹ rồi nó có thể đi bầu, không dám đâu. Mày ở Mỹ mà nó nói mình động chuyện gì mà bị cái lý lịch xấu thôi là cũng không được đi bầu. Một cái người mà công dân mà bị lý lịch xấu là coi như tiêu mẹ rồi. Nên thành ra nó không có đơn giản như nhiều người nghĩ đâu. Nó đầu tư cho con cái mình, sau này nó lấy lại. Nó khôn lắm mấy tư bản, nó ăn trên ngồi chốc. Nhìn thấy những cái thằng tư bản, vụ kinh tế năm 2008 rớt, nhiều thằng có thằng nào đi tù đâu, có thằng nào đi tù không, vẫn ngồi nhà mát ăn bát vàng. Nó bỏ ra mấy chiêu liền, nó cứu toàn là bọn tư bản không, nó cứu mấy thằng CEO, mấy thằng ngân hàng, mấy thằng công ty xe hơi. Còn dân mất của, mất nhà, mất cửa, phải làm lợi hết. Thành ra anh em chúng ta là những người hiện nay kiều bào đang làm ăn. Chào chị Lê Thị Hằng Phương. Làm ăn có vốn, tôi kêu gọi anh chị em các bạn đừng có bỏ qua cơ hội. Tôi bây giờ thì có của ăn, của dư, của thừa, của để rồi. Tôi nói tôi chỉ ngồi nhịp chân thôi. Tiền tôi ăn còn cũng không hết. Tôi nói thật đấy, trời giờ thương tôi cho tôi có được như ngày hôm nay. Cho nên tôi muốn chia sẻ lại anh chị em các bạn. Không phải lên đây tôi nào chưa biết lừa đảo ai cả. Anh em chúng ta lập lên một cái cổ đông đi. Mình lập lên cổ đông bắt đầu thì mình bỏ vốn ít. Tôi biết là có nhiều người hiện nay ở bên Mỹ vốn lớn thì tôi nói thật mà nói bỏ ra mà chừng 10.000 đô thôi là thấy cũng mệt rồi.
Tôi biết chứ không phải tôi không biết đâu. Tôi kêu gọi vậy thôi chứ. Nếu nói bỏ 50.000 đô là cũng phải đi quay tiền quay bạc khỏi rồi. Chứ không phải là giỡn đâu. Làm bên Mỹ tôi biết mà. Làm đó là chi phí đó. Rồi chi bên đầu này, chi ở đầu nọ. Nhiều người lên trên mạng nói tao làm tháng 100.000 đô. Ồ, làm tháng 100.000 đô. Tôi hỏi nó, mày làm 100.000 đô gross income hay là net income? Chỉ cần tôi nói hai cái chữ đó thôi, nó ngồi nó ú ớ, nó phải lên Google nó search, nó search, nó tìm cái chữ gross income và net income là cái quái gì rồi. Rồi tôi hỏi nó, mà làm ăn mày có hiểu inventory là cái gì không? Ngay chữ cái chữ gross income mà net income mà nó trả lời còn chưa được. Và nó ngồi nó phải đi nghiên cứu. Nó nghiên cứu cả tháng này qua tháng rồi. Đi hỏi accounting hả? Mẹ, bên Mỹ mà đụng vô tụi accounting là vài trăm đô giờ. Nó làm, nó booking cho mình, nó booking accounting cho mình là ngàn hai ngàn. Không phải giỡn đâu. Ngay chữ cái chữ nhiều thằng lên mạng khoe tao làm tháng 100.000 đô. Ơi, 100.000 đô nghe hết hồn hết vía. Nhưng mà gross income hay là net income, before deduction hay là after deduction, không biết con mẹ gì đó. Mà cái nổ, nổ thôi mà. Mấy ông mà tôi nói, khi mấy anh mà Việt Kiều đừng giận tôi. Tôi nói thiệt đó. Trên thế gian này mấy cái người Việt của mình đó, mấy ông Việt Kiều Mỹ mà mấy ông mà chống cộng đó, đa số đó, nổ, nổ văn vô vách hết. Nổ coi như là tét lò. Nổ còn hơi hai trái bom nguyên tử của một Mỹ nó thả ở bên Nhật nữa. Tôi đi, tôi là dân làm ăn mà. Tôi biết hết trơn à. Nói là hồi là bể mánh hết rồi. Nói là hồi mà tôi ngồi tôi nghe và tôi ngồi ở dưới tôi cười lăn nhào lăn đùng ra hết rồi. Mấy ông mà Việt Kiều Mỹ và chống cộng bên Mỹ nè. Làm ăn các bạn biết ở bên Mỹ, các bạn thấy ông Phạm Đình Nguyên đó, bỏ ra bạc triệu bây giờ còn chưa thấy gì, chưa thấy gì, mới có lo trả nợ trả thuế trả. Rồi được rồi, lâu lâu cái đụng cái nút cho nên chắc phải mua cái iPhone mới mới được. Cái iPhone mới chiều nay đi lấy xài cho nó sướng. Nói chung thì anh chị em các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ nó chỉ có cái là đồng ngoại tệ nó có giá thôi, cái đồng ngoại tệ thôi, chứ còn mà đời sống thì bây giờ qua bên Mỹ mà làm ăn thì khó lắm. Còn tôi nói ở gì bên Việt Nam mà cầm qua Mỹ bây giờ làm ăn là phải tính nói tiền triệu, nói tiền triệu làm mới có ăn thôi, không biết được có ăn không nữa. Còn Việt Nam bây giờ cầm chừng 50.000 đô là tôi nói về mua miếng vườn, mua một miếng vườn, một cái miếng đất ruộng thôi. Đấy. Rồi miếng đất vườn bây giờ một có những chỗ 1 hecta chừng dài 100 triệu như rồi xong rồi cho đưa lên đất vườn đào ao nuôi cá trồng trọt chăn nuôi 1 hecta là 10.000 m2 rồi. Các bạn thấy 10.000 m2 là làm ăn từ từ rồi. Ở ngoài đây các bạn, tôi chưa rảnh, bữa nào tôi đi ra ngoài đây cho anh chị các bạn xem có mấy cái thị trấn ngoài đây, nó có mấy cái chỗ nó lúc kinh tế nó lên nó bị rớt á, tới nay mà nó chưa có recover lại, nó chưa có hoàn hồn lại, nó vẫn còn phải tắt bằng tật á, nó vẫn còn bỏ hoang á. Các bạn biết hồi lúc kinh tế rớt xuống mấy cái vùng bất động sản ở ngoài này coi như là bị đóng băng á, bây giờ nó cũng còn lại số ít thôi. Trong khi đó Việt Nam của mình anh chị em các bạn thấy năm 2008 kinh tế rớt, bất động sản của mình hả vẫn đi phà. Mình đi lúc trước mình đi 100 tốc độ 100, lúc kinh tế 2008 toàn cầu suy thoái. Việt Nam mình đi cũng 50, cũng còn lại 50 đi 50 kia 50 thôi. Và trong khi đó thằng Mỹ nó tụt rớt xuống dưới đáy, nó đi trừ luôn. Hỏi chứ không văng vô vách sao được. Cho nên tôi nói anh chị các bạn, mình phải hướng về với quê hương.
trong cái lúc này ông Trump ông đang đánh thằng Trung Quốc, cái cơ hội tuyệt vời luôn, cơ hội rất là chuẩn. Làm ăn nếu mà không chịu mà biết tính toán đường dài sau này ở xứ Mỹ, nhiều khi nói chết rồi còn không biết chôn đất đai và phải đi mua chỗ, tốn kém đủ mọi thứ. Các bạn thấy vùng ngoại ô người ta trồng ruộng, nó trồng bông hồng á, các bạn thấy không, nó trồng bông hồng, nó trồng bông hồng, nó lấy hoa, cây hoa, ối nó cái này không phải này, kia trái vải, cây vải. Ở bên này nó trồng cây trái vải nhiều lắm, có chỗ nó trồng bông hồng đẹp lắm anh chị em các bạn. Nó trồng bông hồng thấy mê lắm. Ngoài đây ruộng đồng còn nhiều lắm, đất còn trống mênh mông à. Đấy các bạn thấy ở Việt Nam á, những cái vùng đất trống như vậy nè, người ta mình mua về mình trồng cỏ. Các bạn biết trồng cỏ xong mình nuôi ở đây trồng bông hồng có lấy hoa. Các bạn biết là mình trồng cỏ xong rồi mình nuôi bò thịt đó. Bò Việt Nam thì nó không có cho thịt gì, mình nuôi bò nhập về cặp chống mái thôi. Các bạn thấy đất đai bên này có nhiều chỗ nó còn chuồng phú còn rộng rãi mà rẻ lắm. Đi lên mấy cái vùng mà ở trên hướng mà hướng nọt á, các bạn biết mua chừng 40 hecta thôi, 40 mẫu đó, bên mày mẫu Mỹ đó, có giá chừng vài chục ngàn đô à, nó bán rẻ cũng khiếp. Nhưng mà đất đó mình mua, nói chung bây giờ mà làm ăn gì, bây giờ làm ăn Mỹ chán mẹ, làm ăn Mỹ giờ bỏ vốn bỏ cửa ra thôi, về Việt Nam làm cho nó sướng. Thỉnh thoảng cái kéo thằng Mập nè, cái thằng Mập đi nhậu xuống gặp Minh Lực được nè. À Minh Lực hả, thấy sao Minh Lực sắm chiếc xe Fortuner hay là chiếc Everest á? Tôi khoái chiếc Everest, xe của thằng Mỹ chạy đầm, nó đầm thân. Thằng Nhật xe của thằng Nhật nó về bến sống lo làm ăn. Các bạn thấy bởi vì cái nghị quyết 36 của đảng và nhà nước hiện nay rất là tuyệt vời, làm ăn lo cái cuộc sống sau này. Mình có của ăn của dư của thôn, để mình được sống ở hai quốc gia, tại sao mình không chụp lấy cái cơ hội, sau này không có cái cơ hội nữa đâu mà chụp. Các bạn thấy nó trồng cái này, nó trồng bông hồng đó anh chị các bạn, nó trồng bông hồng, nó lấy cái gì đó, tôi không biết, nó trồng nó lấy bông hay gì, nó trồng cỏ cho bò đồ ăn nữa. Tôi gánh bữa nào tôi đi lại mấy cái trang trại của Mỹ, các bạn biết nó nuôi bò, mình thấy đã lắm, nó nuôi bò thấy mê luôn. Tôi phái nông nghiệp rồi nha, kỳ không biết. Còn mà làm mà kinh doanh mà ở trong thành phố đồ nó bon chen quá. Thế gì mình làm nông nghiệp á, cái mình bắt con gà, con vịt, con bò, con heo lên mình nuôi, mình làm, mình ăn ha, nó ngon ha. Cái cây nhà lá vườn, cái buồn cái mổ con heo, nuôi heo mội. Bên Việt Nam á, nuôi động vật đồ á, nuôi động vật á, nó không có bị ràng buộc bởi pháp luật, nó không có bị, với lại bên Việt Nam làm ăn cái tôi thích cái là không có bị ràng buộc vào trong những cái khuôn khổ của pháp luật, cho nên rất là thoải mái. Các bạn biết bên Mỹ làm cái gì cũng vậy, nó có cái pháp luật ở đằng sau hết, nó bắt mình phải làm đúng theo cái tiêu chuẩn. Tôi nói bây giờ bên Mỹ mà tôi nuôi bò, nuôi trang trại đi mà tôi làm không đúng cái tiêu chuẩn của pháp luật, mình phải cho nó ăn thuốc này kia, antibiotic chỗ này nọ để nó chống vi khuẩn đồ lum hết thế này thế nọ, các bạn biết sai một cái coi là dân vô dách. Nếu mà bị phạm lỗi một cái hả, tôi nói các bạn nó thưa má nhìn không ra luôn. Làm cái gì bên Mỹ cũng phải nhau mua cái liability. Anh chị em các bạn biết mua cái liability là các bạn phải mua bảo hiểm hớt tóc, dân hớt tóc cũng vậy, lỡ cắt mà chảy máu một cái là nó cũng đi kiện, đụng cái nó đi kiện. Mình mà làm sai một cái là nó kiện, coi như mà không có bảo hiểm là chết. Đấy, bởi vì bảo bị các bạn biết đó, đi ra làm ăn mở một cái công ty cũng vậy, mình phải mở cái LCC, cái gọi là liability limited company đó,
ở Việt Nam gọi là nó giống như công ty trách nhiệm hữu hạn đó. Anh chị các bạn biết nó giống như vậy. Tại vì nếu mà có đền á, ví dụ có thưa kiện á, mình làm ăn mà lỡ có chuyện mà thưa kiện á, thì nó chỉ thưa kiện trong cái phạm vi của công ty thôi. Cái luật á, cái luật của chính phủ nó cho mình như vậy đó. Là nó không có tịch thu nhà cửa, nó không có tịch thu bất động sản riêng tư, cái gọi là những cái mà tài sản cá nhân. Các bạn biết, bởi vì làm ăn tôi làm ăn tôi biết mà. Cho nên mình ra mình ý y, mình ra thấy người ta làm cũng bắt chước làm. Làm mà lỡ lạng chạng. Tôi nói mấy dân mà dân làm neo bên Mỹ cũng vậy. Nhiều khi nó thưa kiện. Sau này mấy cái vụ Việt Nam đồ làm ăn bên này nó thưa kiện hơi bị ghê. Nó thưa kiện mà mình không có mua cái bảo hiểm, anh chị các bạn biết, bảo hiểm liability đó. Là coi như là tiêu rồi, coi như khóc luôn. Là mất hết. Đóng cửa công tơ, đóng cửa luôn. Mình làm nói không mà trả nợ đó. Tôi nói chuyện với bạn nha, chạy xe hơi nè. Như chạy xe hơi nè. Chạy xe mà xe cùi á thì không sao. Xe cùi bắp á thì không sao. Mà chạy xe mà ngon ngon như cỡ Hummer này á, các bạn biết á, ra á, là phải mua bảo hiểm ít nhất là 1 triệu đô. Cái liability á. Tại nhiều thằng nó khùng khùng lỡ nó đâm vô đầu mình cái nó nằm giả. Mình có cái bảo hiểm đó mình đền. Chứ không hả các bạn biết hả, nó thấy mình vậy là nó nhảy vô một cái là mình cũng phải mệt lắm. Ở Mỹ mà mấy thằng mà nó cùi cùi hay là lỡ mình đụng với cái thằng Lamborghini này đi, tôi nói giờ nhiều khi cái bảo hiểm đồ bên này các bạn biết nó là cái nan đề. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhà cửa. Làm ăn tôi nói ngay cả làm ăn mình cho nó thuê nhà thuê cửa vậy nữa. Ví dụ nó ở trong đó mà nó có chuyện gì đó, mình không mua cái bảo hiểm mà đủ đó, là các bạn biết có chuyện gì cái nó thưa mình. Nó đi vô chợ mà nó té, ví dụ mình mở cái cửa tiệm đi, nó vô chợ nó té cái nó cũng thưa mình nữa. Nó thưa mình các bạn biết đền nó chết không nói gì. Chết làm đám ma nó vài chục ngàn thôi. Vài chục ngàn đô. Đó. Thì nếu mà nó không chết nó bệnh tật rồi nuôi nó cả đời luôn. Trời ơi cũng khổ tâm lắm. Bởi vì các bạn biết ở bên Mỹ này hồi xưa người ta sống người ta còn không có những cái nan đề của xã hội đó. Người ta sống người ta đi ra đường nhiều khi cái người đi bộ họ lỡ bị hư xe hay nãy kia rồi họ đi bộ mà họ cần quá gian đó. Hồi xưa người ta có thể cho họ đi nhờ được, còn bây giờ đâu dám đâu. Nhiều khi đi lên xe mình hay là cái người đó bị tai nạn cái gì cũng hay nữa thì cứ để bên luật bên cảnh sát pháp luật rồi nó giải quyết, còn mình xí vô lỡ mình đụng vô cái nên nó đổ thừa vào mình, nó đổ thừa vào mình là khổ lắm bạn biết. Bởi vì cái xã hội mà như kiểu tư bản kiểu Mỹ này nó nhiều cái nan đề của nó, còn trong khi đó Việt Nam các bạn thấy tập nhau khi bể đầu chảy máu xô nhau té ầm ầm rồi xong rồi dân sự rồi cứ lo với nhau rồi cứ lại rồi xin lỗi rồi năn nỉ rồi trả mớ tiền rồi cứ xong thôi. Nhưng mà bên Mỹ này các bạn biết đụng vô cái gì cũng gì pháp luật, luật sư, ôi đủ thứ luật, nó có cả một cái rừng luật. Cho nên nhiều khi thấy nhìn nãy giờ thấy nước Mỹ đẹp như mơ vậy, giống như thiên đàng. Nhà cửa thì tăm tắp, các bạn thấy không? Nhà nó đẹp không? Dân làm chụp mẹ luôn. Mấy khu này là chân giàu, mới coi cho nó các bạn biết. Dân ở đây là chân giàu. Dân đất là kiểu mini trang trại. Dân ngoài ô mà. Tôi Mỹ bây giờ nó cũng ra ngoài ô, nó sống như hồi xưa là ở ngoài đây rừng hoang vu lắm. Bây giờ nhà cửa nó lên san sát như vậy chứ. Nói chung thì tôi thấy là về Việt Nam là ngon nhất. Việt Nam bây giờ cơ hội làm ăn quê hương của mình đó, mình làm sống ở trên cái đất của mình, mình tạo công ăn việc làm cho người nghèo rồi mình sống, tôi thấy rất là vui. Tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam biết lo làm ăn mà thành đạt đó. Nó không đến nỗi giống như quá bên Mỹ. Nếu mà một số người qua Mỹ mà so sánh về vấn đề đời sống xã hội mà ở trung lưu á, thì dân trung lưu ở Mỹ làm tất tần tật,
làm nhiều khi về đến nhà bắt đầu phải lo chuẩn bị ngày mai, công việc làm ngày mai rồi là phải làm rồi như thế nào rồi. Các bạn thấy nhiều người đi làm cho công ty Mỹ thì cũng phải bấm thẻ bấm giờ ăn lương, mà hết thất nghiệp cái thôi rồi thấy mệt rồi, thất nghiệp cái rồi là tiền bạc không đủ chi phí. Cái nhà này đẹp ghê hả? Nhà này đẹp ghê hả? Mà nhà bự chứ, mấy này là dân khá giả mà các bạn thấy không đó, nhìn thì giống như mơ vậy, nhưng mà đâu phải dễ đâu, phải ai cũng được như vậy đâu. Thằng giàu nó nằm nó ngủ nó cũng phải gác tay bên trán, thằng nghèo thì nó ngủ nó nằm xuống nó ngủ khò, nó ngái khò khè chào Lý Mặt Sầu, nó ngái sáng dậy bắt đầu nó đi làm tiếp vậy thôi. Tiền lớn sống lớn là chuyện các bạn, nhưng mà thành công thì nói gì, qua Mỹ mà thành công thành đạt thì nói gì, qua Mỹ mà bỏ hết ở Việt Nam qua Mỹ để đi làm cu li thôi, đừng qua làm chi, thả trong nước, ở trong nước có của ăn của dư của thừa của để, trong nước lo làm ăn lo phấn đấu. Qua Mỹ tự nhiên mình qua bên để đặng mà nhìn thấy được cái nước Mỹ, muốn thích thì bỏ tiền đi chơi, đi chơi cho biết rồi đi về. Còn chứ mà tự nhiên bên Việt Nam có của ăn của dư của thừa của để, bỏ hết phái qua Mỹ, qua Mỹ rồi chứ phải đi làm cu li. Qua ví dụ như có điều kiện cho con cái đi học thì nói gì, nó đi học mà mình còn phải dạy dỗ nó nữa, mình còn phải chăm sóc nó nữa, đủ mọi thứ hết. Việt Nam bây giờ điều kiện cũng tốt, nếu mình có điều kiện tốt mình cho nó đi du học, giống như bằng vậy đó, cho đi du học, đi học du học xong rồi về sau này nó giỏi thì nó ở lại, nó được mấy công ty Mỹ nhận nó làm, sau này ví dụ như nó có cái ước nguyện nó về lại quê hương thì mình khuyến khích nó. Có gì đâu mà phải đi ra Mỹ rồi bắt đầu quay lại chửi bới quê hương. Bữa nay mình đem xe đi đăng kiểm, các bạn biết xe bên Mỹ xe mới thì 2 năm mình phải đi gọi là đăng kiểm mà về ô nhiễm môi trường á, xe mới thì 2 năm đăng lần, xe cũ á thì mỗi năm mỗi đi đăng đi check smoke, nó gọi là đi check smoke á, như mọi người gọi emission á. Còn đăng kiểm thì mình vẫn phải trả tiền lệ phí hàng năm, nhưng mà mình phải đi đến cái chỗ mình đăng kiểm. Các bạn biết mình khi mà nó mà mấy chiếc xe cũ mà nó hư nó bị hông đậu thôi cũng khổ tâm, nó là nội không luật pháp nó dần dặt lên xuống với nó, tốn đủ thứ tiền hết để sửa chứ đâu phải giỡn đâu. Các bạn thấy cái chỗ mà đăng kiểm xe nó gọi là nó đi đăng kiểm khối xe đó, emission đó. Đấy cái chỗ này đăng kiểm cứ vô một chiếc xe vậy là 25 đồng vậy đó. Đời sống bên Mỹ nó đâu phải giống như là một cái bánh vẽ mà cứ nhìn đó mình thấy cái gì nó cũng hào nhoáng hết đó. Anh chị em các bạn ở đâu thì cũng phải là ở Việt Nam, bây giờ có cơ hội mình lo làm ăn, biết phấn đấu mà vươn lên chứ. Cái ngồi đó chờ nghe mấy thằng chống cộng ở bên Mỹ nó cho ăn bánh vẽ, ngồi đó phải nước Mỹ của tao, cứ ngồi đó nước Mỹ của tao. Cuối cùng rồi sau cái buổi xế chiều rồi bắt đầu mới thấy nước Mỹ của thằng nào, bà nội cha nó hồi nãy nó không quắt mình qua. Đời đâu phải đẹp như mơ đâu chị em các bạn, cái gì phải phấn đấu, phải biết lo làm ăn thôi.
Việt Nam giờ cũng vậy. I turned up all accessories, turned up the vehicle. Okay. I'm just gonna have to ask you to stop recording, please. You can't record inside the building. Okay. Thank you. It's just state things that they have going on right now. Okay. If you want, you can go to the passenger side, or you can go inside that booth right there. Okay. Do you want me to? Turn up the vehicle, open up the lift, please. Okay. You don't have it open? You have to open it, yeah. We've had these break before and they're super expensive to Can I come back and pay you? I'm not live too far away from here. Come back and we gotta redo the whole test. Okay, sorry about that. Show up the hood, please. Okay. Sorry about that. Quên đem cái bóp. Bà nó cha nó đâu có trả tiền nó được. Nó đâu có chịu. Thành ra bây giờ phải chạy về nhà lấy cái bóp. Thiệt tình đó. Có cái bóp mà cũng quên nữa. Có cái thẻ cũng được.
thôi thì phải chịu thôi. Mình tiếp tục like, tiếp tục like. Nói chung thì anh chị các bạn thấy đời sống biển, cái gì nó cũng phải đâu ra đó, chứ không có giỡn mặt. Pháp luật nó phải một là một, hai là hai, chứ không có dẫn chơi được. Nó không có cái kiểu giống như năn nỉ hay là một chút tôi lại, hay là một lát nữa tôi quay trở lại. Nó không có cái chuyện đó, nó không có cái chuyện mà đạo đức nhân đạo hay giống đó. Tiền trao cháu múc, tiền chút mà cháu mới đông thôi. Đời mà nó là như vậy đó. Ở Việt Nam nhiều khi chờ tôi chút đi, tôi người nhà để hay là chút tôi lại đưa tiền á. Mình đi đi lại mấy cái chỗ quen á thì nó còn cầm chế cho hả? Các bạn biết mà nó không pass, nó không có cho mình cái giấy, coi như chiếc xe mình cũng đâu có lưu hành được. Ở ngoài đây còn ruộng đồng mênh mông, các bạn thấy đất nó còn mênh mông lắm, nó trồng ở đây vùng ngoại ô mà. Có cái bóp cũng quên đó, chị Lý Bạc Sầu khổ ghê vậy đó, già rồi nó lẩm cẩm già rồi lẩm cẩm đi đâu cũng phải có cái bóp bên này á, mà phải có giấy tờ trong túi. Đi vô chợ thì đi đâu mình cũng phải có cái thẻ thì có tiền mới được, không có đâu không có được đâu. Xã hội Mỹ mà không có cái gì mà nó cho mình, tự nhiên nó đem cho mình không cả. Chỉ có mấy thằng bao que, mấy thằng chống cộng cực đoan nó lên mạng thì nó nổ rồi, nó nổ rồi nó cho ăn cái bánh vẽ, ngồi đó mà cứ ngồi đó chia nhau mà ăn, mà toàn là ăn bánh vẽ ảo tưởng không à, ai đâu có thật. Việt Nam giờ 5 giờ rồi ha. Nói với tôi cũng phái Việt Nam nha. Bà con kiều bào và ý kiến của lại mình đưa ra lập công ty cổ phần đi. Mình lấy cái tên là kiều bào trách nhiệm hữu hạn hả? Mình kiếm cái tên nào hay hay đi bà con. Chị Phương Phạm già rồi hay quên đó chị ha, bởi vậy khổ ghê vậy đó. Mấy người mà người ta có hai mình ba mình đó thì người ta còn không quên, người ta đi ra còn có người này nhắc người kia nhắc. Cái người mà có một mình thì đi ra khổ cái thân vậy đó. Thôi kệ, mình gán làm kiếm chồng nó cho đủ chịu mình về quê của mình. Các bạn thấy không, nó quảng cáo cho mượn nợ nè, buy sell loan đó, nó quảng cáo đó. Đó đem nhà, đem cửa, đem sổ, đem xe lại đưa nó cầm cố cho nó đó. Đường xá đó, các bạn thấy không, nó nứt nó giá bên này, nó giá bên kia. Cái này là nó gọi là bên Việt Nam mình nó gọi là quốc lộ á. Đường này là gọi là đường quốc lộ á, đường quốc lộ ngoại thành. Nó giá chừng nào mà nó giá không được nữa đó, nó mới sửa lại. Chứ là trong lúc này chính quyền liên bang mấy con đường này thì phải do chính quyền liên bang sửa. Quốc lộ á thì chính quyền liên bang nó lấy tiền thuế nó sửa. Còn mà đường nội thành thì tiểu bang nó sửa, gọi là local. Các bạn thấy không, nó nứt, nó giá, nó chấp đầu này, nó chấp đầu kia, nó bể tan banh chành hết. Chứ đâu phải riêng gì ở Việt Nam không đâu. Bởi mình sống nhiều khi cái gì mình phải nhìn cái cho nó thực tế. Các bạn thấy nó làm ruộng đồng không? Tại bên này nó làm nông nghiệp, anh chị các bạn biết nó làm đó. Đất của nó hả, thường thường nó gọi là nó có khoảng cả trăm mẫu, nó làm không có nhỏ, 40 mẫu cho lên luôn mà. Mấy thằng mà đất này nó làm nông nghiệp á, nó bán nó chia mẫu ra làm nông nghiệp á, ít nhất cũng phải là 40 mẫu. Mà đa số mấy thằng mà làm nông nghiệp có thằng 160 mẫu, 80 mẫu, tụi nó
đất nó rộng lớn lắm, nó làm. Còn Việt Nam mình nhà người này kia có dài công dài xào họ cũng làm nông nghiệp, cho nên cái vấn đề nông nghiệp Việt Nam nó chưa có được vĩ mô. Bởi vậy mình là những người ở kiều bào hay ngoại mình về, mình đầu tư bên nông nghiệp, mình làm vĩ mô, mình thâu tóm hết, mua hết những mấy cái đất nông nghiệp của bà con nông dân đó. Đấy, anh chị các bạn đầu tư về lĩnh vực này, mình mua lại hết, bắt đầu mình sản xuất. Man, có nhiều chỗ tôi thấy mê luôn. Ở Việt Nam bỏ trống tại vì người ta không có cái kinh phí để họ làm, uổng khủng khiếp. Tôi về miền Tây nhiều vùng đất cỏ mọc hoang vu, ao hồ bỏ trống, thay vì mình nuôi cá mình thả, mình cần phải cải tiến lại. Hello anh A Lệnh Phạm. Hé anh A Lệnh Phạm. Trời bên anh lạnh dữ chưa? Bên này nó mát 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 thôi. Arizona mà nó lạnh dữ, thường thường nó bước vô tháng 12 nó mới lạnh dữ. Tháng 12 bắt đầu tháng 11 chứ bên. Tháng 11 bắt đầu nó lạnh nhiều lên cho tới tháng 12, cho tới tháng 1, tháng 2. Bắt đầu tháng 3 bắt đầu nó mát 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 lại dần. Cho tới tháng 5 bắt đầu nó nóng lại là khoảng cuối tháng 6, giữa tháng 6. Nè. Ruộng đồng á. Cái này ngoài thành. Anh chị em các bạn thấy này quả là đó, chỗ này chăn nuôi cửa nè. Ủa anh chăn nuôi bò nè. Cái trại nông trại chăn nuôi bò anh chị em các bạn thấy không? Lớn kia. Đấy, nó nuôi đó. Bác anh chị em các bạn thấy nó có những cái cánh đồng bát ngàn của nó. Bó nó nuôi bò không? Nó nuôi bò. Cái cánh đồng bạc ngàn này nó trồng cỏ đó. Nó trồng cỏ vậy đó. Xong rồi đó, các bạn thấy không, những cái cánh đồng mà nó nuôi bò thì đã không? Mê lắm, nó nuôi mê lắm kìa. Nó vừa nuôi sữa, khi nào mà nó tới đủ mà nó còn vắt được sữa nữa đó thì bắt đầu nó đem là nè cái khu này anh chị các bạn biết nè. Nó lúc mà kinh tế nó thịnh vượng á, nó xây lên nó mở rộng đô thị, nó bị rớt tới hôm nay mà nó còn nằm chằm bẹp luôn á, ghê không? Gọi là những khu mà gọi là nó bỏ cỏ mọc quen lên luôn, nó rào lại nữa, thấy không? Hồi lúc mà kinh tế tới nay mà nó chưa giật dậy nổi, tới nay mà nó chưa có nó hạ tầng cơ sở là nó xây lên đó, nó xây hàng rào lại hạ tầng cơ sở nó xây lên đó, tới nay mà nó không giật dậy nổi. Lúc đó là nó định mở rộng đô thị nông thôn ngoài này nè. Anh chị em các bạn thấy nó tìm đủ mọi cách để nó mở rộng đô thị nông thôn đô thị lên mà. Đấy. Các bạn thấy nó làm nông nghiệp ở ngoài đây, chuồng trại nông nghiệp rồi, thấy ham lắm. Nhiều đây nè. Ra nó trồng cà bắp. Anh chị các bạn thấy đó, ở đây đất sa mạc vậy đó, đất tốt lắm, nó dẫn nước về. Thằng chính phủ nó dẫn nước về, nó bán lại. Các bạn thấy nó đào những cái con kinh đó. Những cái con kinh nó đào để vận nước, nó dẫn nước về hay lắm. Nước của thành phố người ta xài á. Người ta xài xong rồi cái nó bơm lên, tụi sao thành phố nó nên người ta đóng cái lệ phí đó. Anh chị các bạn biết mà cái xu nó xuống đó rồi thành phố nó bơm ra lại cho mấy cái nông nghiệp ngoài này nè. Nó bơm qua ra những cái con kênh, rồi người ta dùng cái đó người ta tưới cây, tưới cỏ và trồng nông nghiệp. Đây là mấy cái trại này, cái trại gà nè. Anh chị em các bạn biết trại gà này nó nuôi vừa nuôi thịt mà nó nuôi lấy trứng nữa. Cái trại gà này là rất là lớn. Thằng Hitman nữa, nó lớn khủng khiếp lắm. Lâu đụng cái nút power. Anh chị em các bạn thấy không? Đất mà đây là đất trang trại, đất nông nghiệp. Hồi xưa mà mọi đây nó hoang vu lắm, đất nó rẻ mạt, mua chừng 10 hecta chừng 50.000 đô không tới nữa, 10 mẫu ngoài đây. Bây giờ đụng vô thì tại vì dân cư đông đúc lên rồi, nó mà các bạn thấy nó để bạn bán 126 mẫu. Ở đây một cái nông trại nuôi bò nữa, nó nuôi hay lắm. Bởi vì các bạn biết thịt bò ở Mỹ nó ngon, nó nuôi nó dỗ béo, nó lấy sữa hết được rồi bắt đầu nó cho ăn cỏ,
cho ăn cỏ, nó lùa ra ngoài vậy, nó cho ăn cỏ, ăn cỏ xong rồi cái bắt đầu nó bán thịt. Ồ, thịt nó ngon, bởi thịt nó ngọt. Tụi Mỹ nó làm nông nghiệp, nó làm cái gì cũng vậy, nó rất là bài bản, chứ không phải như ở Việt Nam của mình chưa có bài bản lắm. Ghét ăn cua rồi hả anh Alan Phạm? Đó, đây một cái trang trại, nông trại chăn nuôi bò đó nè các bạn. Thằng Mỹ nó là number one nuôi bò mà. Nó nuôi bò dữ dằn lắm. Các bạn thấy cái nông trại của nó, đây cái lớn, hơi bị lớn luôn. Nhưng mà khi dân cư mà lên đông quá đó là nó bắt mấy con này phải dời đi. Tại vì làm nông nghiệp mà chăn nuôi đó, nó không có được cho, nó không cho gần khu dân cư đông đúc. Nó bắt mấy con này. Chính phủ khi mà dân lên đông quá là nó biểu quyết cái khu đó là anh phải dời. Dân cư còn thưa thớt thì không sao à. Mà khi cái số lượng dân cư lên rồi thì anh phải dời đi, tại vì nó tránh cái vấn đề mà ô nhiễm. Các anh chị các bạn thấy cái nông trại nó lớn ghê không, thấy ham. Ở Việt Nam mình về mình làm chút, mình thu tóm cái ngành nông nghiệp lại, mình làm một cách nó vĩ mô hơn. Anh chị em các bạn biết phân bò này đó, mà mình nuôi đó, mình mà có đất rộng đó, phân nó tốt giả mang luôn đó. Anh chị em các bạn thấy phân đó, nó bò ấy ham ghê không? Nó trồng cỏ xong rồi nó chất cây vậy đó, nó về nó chất vậy đó, nó cho bò ăn thấy đã không? Nó mà nó mua chừng, tôi nói nó mua bên này chừng 100 mẫu thôi, nó trồng cỏ lên, bắt đầu máy cài, nó cài lên xong nó cắt lên, bắt đầu nó vô lọn vậy, chất đó cho bò ăn. Các bạn đấy về bến đó là mình mua mấy cái khu mà đất ruộng mà làm nông nghiệp. Bây giờ Việt Nam làm ruộng cực cái bà, mình mua bắt đầu mình cứ gieo cỏ bắp. Tôi nói chuyện với bạn trồng bắp, cứ thả xuống cho mày mọc lên như rừng vậy đó, xong rồi lấy máy cài cài nó lên cao đủ rồi là cài cắt nó là xay nhuyễn ra là mình dự trữ lại, mình cho bò ăn, mình vô bắt đầu mình đóng cây lại. Các bạn thấy cho bò ăn, nuôi làm kinh doanh như vậy mới ngon. Là sau này có một cái trang trại hả anh A Lịch Phạm, hả anh A Lịch Phạm, tôi đang kêu gọi mấy anh em kiều bào mình góp gió thành bão. Không biết có nói cho anh nghe chưa nha, là định lập một cái cổ đông á anh A Lịch Phạm. Về Việt Nam anh em mình mua đất nông nghiệp, mình mua đất ruộng, mình thu tóm lại mua chừng vài chục mẫu thôi anh biết, bắt đầu mình góp vốn thì mình nếu mình có vốn ít thì mình kêu cổ đông nhiều đấy, mình kêu cổ đông nhiều lên mình làm, anh thấy không, có lý không anh A Lịch Phạm? Cái xong rồi anh em mình mỗi người cất cái biệt thự cách xa nha, cái biệt thự nhà Lợi Minh, cái biệt thự nhà anh A Lịch Phạm, cái biệt thự cứ đào ao nuôi cá, mua heo rừng về nuôi á anh hả. Cái bắt đầu cái mỗi tầng xây nhà nhau, màn ơi chú anh A Lịch Phạm á, không rồi không biết nói với anh cái vụ này chưa nha. Cái anh thấy không, cái là mình anh em mình cứ hưởng thụ thôi. Cái vài bữa qua nhà Lợi Minh, cái vài bữa qua nhà anh A Lịch Phạm, bữa kia xuống nhà chị Lý Mặt Sầu. Chị Lý Mặt Sầu là chị lấy cái nít nghe sợ quá. Cái bữa khác thì mình gọi điện thoại nhau xuống nhà anh Danny Nguyễn, rồi Quốc Dương, anh Cầm, anh Tư Tân Bình, màn đét ơi chú vui ha anh A Lịch Phạm hả. Có khi nào mà ước mơ thành sự thật không ta, mình chắc là vui lắm. Cứ xa xa một cái biệt thự mỗi người một cái vậy đó, để đặng mình vừa coi trang trại vừa quán xuyến người ta làm luôn anh hả. Nói với anh A Lịch Phạm như thế nào giờ Lợi Minh chưa bao giờ rủ ai hùng vốn làm ăn chung đâu, ai làm ăn thì Lợi Minh chỉ thôi. Nhưng mà nè, lên Facebook kỳ này Lợi Minh đang kêu gọi anh em kiều bào suy nghĩ đi, mình mở cái cổ đông, mình làm giấy tờ công chứng đồ đàng hoàng hết để không có mít lòng, đúng không?
mình làm như Mỹ vậy đó. Cổ đông đâu ở đó hết, kêu gọi làm ăn sau này quê hương của mình càng lúc càng đổi mới. Anh A Lành Phạm bữa nay có coi tin tức của Mỹ không? Nó hằng bên Yahoo Financial á, bên bên trang mà kinh tế đó, là tụi công ty của hàng Mỹ, những 70% mà các công ty của hàng Mỹ ở bên Trung Quốc bây giờ nó đang tìm cách bỏ chạy, nó đang chuẩn bị bỏ chạy qua Việt Nam đó. Nó nói nó đang nhìn qua cái thị trường Việt Nam với lại của Ấn Độ, mà nó thấy là nó có vẻ nó kết Việt Nam lắm. 70% là anh thấy kỳ này chích mẻ ăn Trung Quốc rồi, tiêu anh Trung Quốc rồi. Ông Trump này ổng lên ổng điều hành độc đáo. Còn anh Cầm ơi, em coi cái trang website mà anh đăng rồi, cái trang website đó nó gọi là fake news. Nói chung là tin tức đó tụi nó tìm cách nó đánh mấy thằng đó, nó giết, nó chỉ để là opinion thôi, cái dư luận thôi, nó đánh đồng dư luận, nó làm cho nó tìm cách nó phá cái administration của ông Trump á, nó tìm cách nó bươi mối ổng, bươi móc ổng thôi. Chứ không phải, chưa hẳn là nó là gọi là tham nhũng nữa. Tại vì tụi tư bản tài phiệt nó làm ăn mà, nó làm gì ăn dĩ nhiên là nó quyền lợi của nó. Mà trong khi đó mấy thằng con của ông Donald Trump á, là tụi nó như là tài phiệt rồi, tụi nó nắm nó là chùm mà. Anh biết hàng con của ông, hàng con rể của ông Donald Trump á, thằng mà lấy con nhỏ con gái mà ổng có con nhỏ con gái tôi quên tên đó rồi, con nhỏ đó con gái rượu của ổng, ổng làm gì nhỏ đó giống như là quân sư quật mo vậy, ổng mà đi đâu lúc nào cũng nó có nó đi làm sao á, con nhỏ đó đó, ổng tin tưởng con nhỏ đó khủng khiếp luôn. Tôi quên tên nhỏ, anh biết là thằng con thằng rể của ổng là nó có một cái tập đoàn, anh biết nó cũng đem về cho nước Mỹ hàng tỷ cái vấn đề mà bên ngành kinh doanh, tại vì tụi nó là bên thuộc cái tập đoàn làm ăn của nó lớn lắm mà. Anh biết lúc mà ông Trump mới vừa lên nắm quyền là nó đi ra ngoài kia, nó đi ngoại giao phụ ổng để đặng mà tìm cái, nó kêu gọi nhất là dân Do Thái đó, nó đi về Do Thái, nó đi qua mấy cái nước kia, nó kêu gọi về vấn đề mà kinh tế làm ăn đó. Cho nên sau này khi mà nó lên chung như là một năm đầu là nó tung hoành ngang dọc mà gia đình của ổng á, nó ra để đặng mà nó chiếm lãnh thị trường mà. Bởi ông Trump ổng khôn lắm, khi mà ổng lên ổng làm chính trị rồi anh biết, ổng giao lại hết toàn bộ kinh tế cho con ổng, là ổng từ chức hết những công ty gì của ổng, là ổng phải từ chức hết, trước khi ổng nắm quyền là ổng phải từ chức, nó không còn dính líu gì tới ổng hết. Là ổng vô tòa Nhà Trắng coi như ổng làm cái gì là ổng để con ổng ở đằng sau. Tụi nó tung hoành ngang dọc trong suốt hơn một năm trời, là anh biết là nó đi coi như là chinh đông dẹp tây mấy đứa con ổng á, nhất là cái thằng rể của ổng. Bởi sau này tụi FBI rồi tụi quốc hội rồi nó lùm xùm nó kiếm cách nó môi móc này kia, nó muốn kéo con ổng ra. Nhưng mà ổng khôn lắm, ổng là dân làm ăn mà, ổng bãi nhiệm con ổng liền. Ổng nói tụi bay không cho tụi bay vô trong tòa Nhà Trắng nữa, ổng đuổi con ổng về hết, ổng thấy không. Ổng đuổi con ổng về đó. Thằng rể của ổng, thằng con trai của ổng, ổng có thằng con trai nó cũng giỏi lắm. Cũng tên là Trump Jr. thì phải, Trump Jr. Donald Trump Jr. Cái thằng đó ổng đuổi nó về. Không phải thằng đó, không phải tên nha. Ông cũng đuổi tụi nó ra hết để dặn cho mấy tụi kia không có bươi móc nữa, nó không có sử dụng cái đó để đặng mà nó kiếm cách để đặng mà nó bắt bẻ ổng, nó bắt bẻ ông Trump. Nhưng mà anh thấy cái tờ báo, theo như em đọc cái tờ báo đó, nó chỉ là opinion thôi anh ơi, nó chỉ là nó đánh đồng dư luận. Tụi New York Times nó kiếm cách, nói chung là hiện nay mấy thằng đảng dân chủ á, nó kiếm đủ mọi cách để đặng nó bươi móc thôi. Đợi mấy thằng tổng thống trước nó còn tồi tệ hơn, mà hiện nay thằng Trung Quốc nó đang tìm cách để đặng nó thao túng mấy thằng mà đảng dân chủ á, nó đang tìm cách nó thao túng để đặng mà nó lấy lại cái ghế, cái những cái ghế trong quốc hội á.
trong cái midterm này lần này, bởi ông Trump ông có lên án đó, ông nói là tụi nó ông lên án là tụi nó xen vào trong cái chính trị Mỹ đó, ông lên án mấy lần đó. Nó tìm cách cái midterm đó, để đặng mà nó lấy cái sức mạnh của đảng Dân Chủ lại. Cái đảng Dân Chủ là cái đảng mắc ôn, tại vì cái chính sách tụi nó làm việc nó bị thao túng nước ngoài nhiều lắm, cái thằng đó đó. Bởi mấy đời tổng thống mà hai nhiệm kỳ ông bầu ba mà cũng vậy, ông để cho Trung Quốc muốn làm gì làm, đâu có hành động như, tại nó bỏ tiền ra quá chừng, nó thao túng, nó mua chuộc mấy thằng chính trị. Chính trị của Mỹ bây giờ anh chị em các bạn nhìn thấy nó bị cộng đồng quốc tế thao túng. Còn bởi vì có nhiều thằng chống cộng ở bên Mỹ nó nói là Mỹ dân chủ thế này thế nọ, nói chung mà dân chủ tự do đa nguyên đa đảng, nó tranh đấu cho bọn tài phiệt thôi, còn mình dân cu đen, anh mà làm không biết cần kiệm thì anh chỉ ngồi đó ăn trợ cấp xã hội, nó cho anh ăn, tiền của nó nhiều quá nó đánh được thế, anh ngồi đó anh ăn riết rồi lăn đùng mà chết luôn. Thằng Mỹ nó chết bị ăn chứ nó không có chết gì gọi là thiếu ăn, người ta ăn quá rồi người ta chết, nó cho ăn tràn họng tràn cổ họng, tại đồ ăn của nó dư nó thừa, nó lấy được đồng tiền thuế, nó lấy đầu này nó lấy đầu nọ. Cái hay của nó là chỗ đó, cái hay của thằng tư bản là nó chỉ có như vậy thôi, sức mạnh đồng tiền. Còn cái khối mà xã hội chủ nghĩa, cái khối mà cộng sản thì mình là những người gọi là đấu tranh cho giai cấp công nông dân, đòi cái quyền lợi cho giai cấp công nông dân, thì làm sao mình có tiền có của, mình chỉ là xuất thân từ cái gọi là giai cấp bô sản, mình chỉ đấu tranh để đòi lại quyền công bằng cho giai cấp bô sản. Khi giai cấp bô sản họ ăn nên làm ra thì bắt đầu nó thay đổi cái xã hội. Chứ chủ nghĩa tư bản nó có sau chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa cộng sản nó có trước khi chủ nghĩa cộng sản có là nó là chủ nghĩa phong kiến bóc lột, vì con người ta bị bóc lột tới tận xương tủy cho nên họ đứng dậy, họ làm cách mạng, họ đòi quyền công bằng. Anh chị em các bạn thấy không, chính vì vậy mấy thằng chủ nghĩa phong kiến nó bóc lột, thay vì hồi xưa nó bóc lột nó không cho ăn, nó bóc lột nó làm con người ta, nó mua bán con người ta làm nô lệ, làm trâu làm bò làm ngựa, bây giờ nó bóc lột mà nó cho ăn. Khi con người ta khi mà có cái miếng ăn là miếng tồi tàn, thiếu miếng nó lộn rang lên đầu, bây giờ người ta có ăn rồi, người ta no rồi, người ta làm nè, ăn no thì phải làm, nó hay cái chỗ đó, nó cho mình ăn. Các bạn mà thuê mấy người mà dân lao động họ làm rồi, cho nó ăn no coi nó làm, cho ăn ngon coi nó làm thấy thương lắm, cắm đầu cắm cổ làm. Thằng tư bản thì nó chỉ có dùng cái đồng tiền của nó để nó thao túng. Cho nên mấy cái thành phần mà chống cộng cực đoan khi nó qua Mỹ nó thấy ồ, nước Mỹ đẹp quá, nước Mỹ thà sướng quá, qua được chạy ngồi xe Hummer, được lắc xịt mặt xây đi, muốn cái gì cũng có hết, có tiền là ok mày mua đi, ra ngoài đi lơ, nó năn nỉ, nó đem nó năn nỉ đủ mọi cách, mua đi. Về bắt đầu mình phải trả nợ, mình phải đóng thuế, mình phải đóng thuế trả nợ làm đủ mọi thứ hết. Tư bản là vậy, nó bị dân. Bởi vì cuộc sống mà bây giờ quay lại cái chuyện kia đi, có anh A Lành Phạm này tôi phái à. Không là chia sẻ cái vụ đó mà không có anh A Lành Phạm buồn ghê, bữa nay mới thấy anh A Lành Phạm là mình phải làm ăn, mình phải đầu tư anh A Lành Phạm. Căn hộ anh mua xong chưa anh A Lành Phạm, tiền bạc thanh toán xong chưa, mai nay anh xong xuôi vô đó rồi có khi nào mà cơ hội nào anh em mình gặp nhau đi rồi mình làm lớn lớn một chút đi anh A Lành Phạm hả.
Làm lớn lớn chút đi anh Alan Phạm ơi. Anh em mình sau này về quê hương già rồi lớn tuổi kiếm ngồi mình cứ hưởng thụ cuộc sống thôi, buồn buồn kéo nhau cái xách xe rủ nhau đi đi xuống Nha Trang, đi xuống Nha Trang, đi xuống Vũng Tàu, đi Đà Lạt, đi Mũi Né, đi Bà Nà, đi đi đủ mọi nơi hết hả? Thích anh A là Phạm nhỉ? Dán đi anh A là Phạm thế nào? Này này cái bóp kiếm có cái bóp rồi giờ phải đi tiếp đây. Bởi khổ cái thằng. Thôi sợ. Anh A là Phạm hồi xưa tôi mua gạch bóc nhà tôi mua bên Việt Nam đem qua nè. Cái lô Việt Bình Dương. Anh biết mua 20 tấn. Anh biết gần 20 năm trước mà tôi nha gạch marble tàu nó đóng container này chở qua cho tôi ngon ha, đẹp ha. Rẻ thời đó anh biết chính ra mua có 1.5 một cục rồi gọi là một square foot anh Na Đình Phạm, mà trong khi đó lúc đó anh biết mua bên này là ba đồng rưỡi một square foot marble mà mắc lắm. Bởi vì mình về Việt Nam ít nhất lợi nhà. Anh A Lần Phạm. Anh A Lần Phạm anh chia sẻ nghe anh A Lần Phạm. Thấy anh lúc này đâu ta? Giờ phải đi tiếp. Về Việt Nam bây giờ mai kỳ tới này bây giờ anh làm giấy hộ chiếu xong đi, anh có căn hộ rồi kỳ tới này anh về nữa. Kỳ tới anh về nữa là anh xin cái thường trú nhân đi, hai anh em mình góp gió thành bão coi anh A Lần Phạm. Chứ tôi thấy tình hình Việt Nam ngon lắm đó, anh thấy không? 70% công ty của Mỹ mà nó vô Việt Nam nó làm ăn, nó tạo đời sống của người dân Việt Nam, cuộc sống nó tốt lên. Hello, thank you anh A Lần Phạm, anh Việt, anh hello Việt Bình Dương, hello anh Tài, chào Bắc Loan. Mai bốt là về thì có Bắc Loan nữa nè, Bắc Loan cũng có chiều hướng về Việt Nam nữa đó anh A Lần Phạm, anh thấy không? Qua Mỹ là phải như vậy nè. 2.5 đất thôi, tôi đang bán cái 8 ngoài kia nữa anh A Lần Phạm. Hồi lúc mà kinh tế nó đau thân, lúc đó nó đau thân, tôi mua được 8, bây giờ bán khoảng 1.6, mua có lúc đó mua có 7 để coi có 380 mà mua có 300 mấy ngàn mới đầu đường. Tại cái khu của tôi nó đang phát triển, anh biết nó nhờ vào cái thằng nông thôn mà mé bên đây là Colorado, anh mà lên mạng anh đánh Colorado Arizona, cái thằng này nó rất là nổi tiếng, anh biết nó mở những cái khu đô thị rất là hoành tráng. Từ ngày cái thằng Colorado đất ở đây nó lên thì hàm lắm. Anh A Lần Phạm biết hồi lúc mà đất mà nó đang hot đó là chỗ tôi đó. Đất là gì nè, 350.000 đô một mẫu. Anh biết mà khi mà kinh tế nó rớt cái đùng xuống một cái. Lúc đó tôi mua 3 mẫu mà anh biết cái thằng chủ nó bán có 87.000. Rồi sao rồi nó bán 8 mẫu mấy trăm ngàn nữa, tôi cũng mua 5 mẫu nữa. Mua luôn, mình có 4 mà. Anh mua đất á, là anh phải có 4, tại vì đó tiền chết. Đất đó là anh đầu tư đất á, là nó không có tiền, nó không có đồng tiền ra vô. Nó gọi là cash flow á anh A Lần Phạm. Tại vì thằng Mỹ nó làm ăn anh biết rồi, nó tính sao nó bỏ anh đồng.
nó phải lấy lại ít nhất 10 cent trong đó. Còn mà anh mua đất là anh đầu tư giống như anh có của ăn, của dư, của thừa, của để rồi, thì anh mua đất, anh mua đất anh dục đó chờ thời, anh biết được những cái khu vực đó nó phát triển thì anh mua. Chứ còn mà anh đầu tư đất nó không, nó anh không có vốn, anh đầu tư đất vô lại không, anh đóng thuế, anh trả tiền lời, anh phải đi vay mượn, chết. Như anh mua cái nhà nhiều khi anh còn cho người ta thuê, anh thấy không, anh còn cho người ta thuê, nó có đồng ra đồng vô, nó xây lấy đồ gọi là mượn đồ heo nấu cháo, nhưng mà anh còn có cháo để mình hút. Còn anh mua đất là anh đâu có cho anh thuê được, bên đất bên Mỹ mà anh bỏ đó anh ngâm tôm chờ thời. Như cái táp mẫu đất của tôi giờ anh thấy nằm ngay khu đó, là nó gọi là khu high end mà. Khu đó anh biết nhà triệu mấy cho lên không mà. Thằng nào mà vô là đất mua nó cất nhà là cất biệt thự luôn á. Nó cất là kiểu mini mini ranch, cái trang trại á. Anh thấy á. Hello anh Thiên Tài Lê. Ủa nha, dĩ nhiên là anh. Bên này là anh biết nói không, một năm tôi đóng mười mấy ngàn đồng tiền thuế nhà, thuế đất, thuế này kia, 15 ngàn, anh đâu biết, đâu phải giỡn đâu. Bắt đầu bây giờ tôi bán, bây giờ kinh tế nó ổn định rồi, có tụi mấy nhà giàu nó đi ra ngoại ô như đây nè, nó kiếm đất, nó mua anh, nó cất nhà anh biết, nó bắt đầu tôi bán, tôi đang 8 mẫu, tôi đang 1.6 triệu. Bằng 1.6 triệu nếu mà mình thuê cái thằng real estate, thằng broker mình phải trả cho nó 5%, nhưng mà chắc là tôi đăng, tôi chụp hình rồi chiều nay về đăng, kệ mình đăng, nhiều khi từ đây tới sang năm. Nói chung kinh tế Mỹ bây giờ thì nó cứ bình bình vậy thôi, thằng giàu thì giàu múc chỉ, thằng nghèo thì nghèo bỏ tiếng, vậy thôi à. Xã hội Mỹ nó giờ nó vậy đó. Thằng Mỹ như là ông Trump này, ổng là dân làm kinh tế nữa, thành ra ổng cũng hay. Tôi thích ổng. Tôi rất là thích cái đường lối của ổng. Ổng không có chính trị cái kiểu bao phải. Anh là Phạm không? Ổng làm chính trị mà ổng không có bao phải. Mà bởi vì từ ngày mà ổng lên ổng nắm quyền, anh thấy không? Ổng đuổi không biết bao nhiêu thằng rồi. Thằng nào lên xào xạo là ổng đuổi. Thằng nào lên xào xạo từ CIA, FBI cho đến bộ trưởng là ổng đuổi không biết bao nhiêu thằng rồi. Thằng nào không ra gì là ổng đuổi hết. Anh có coi cái chương trình mà FParent của ổng. Mẹ, các bạn mà những người mà khởi nghiệp á, các bạn nên nghe những cái cuộc nói chuyện và cái cách làm ăn mà các bạn coi cái chương trình FParent của ông Trump á, hay lắm. Cách tuyển chọn một cái người nhân viên giỏi, cách tuyển chọn một cái người nhân viên giỏi để đặng mà họ quán xuyến công ty của mình rất là hay. Còn các bạn mà muốn coi về những cái mà những người mà người ta đầu tư, người ta làm ăn, thì các bạn coi cái chương trình gọi là Shark Tank, cá mập gì đó, bồn cá mập gì đó, cái hồ cá mập đó. Ở Việt Nam bây giờ nó cũng bắt chước vậy, nó ra cái chương trình đó. Cái đó là những người ta khởi nghiệp, người ta đi tìm cái cổ đông á, người ta tìm cái vốn. Rất là hay. À, cái chương trình FParent hay lắm anh là bạn. Yeah, I like that. It's really really nice. Coi cái chương trình đó của ông Trump hồi mà ông còn đi, anh chị em các bạn biết ông còn đi làm show á. Ông còn ở trong cái chương trình mà gọi là giống như tài tử. Các bạn biết tổng thống Mỹ cũng có ông làm tài tử mà. Ông Reagan á. Ông Reagan ổng là tài tử đóng phim á, ổng đóng phim cowboy anh chị em các bạn. Bởi vì ông tổng thống Mỹ, ông Reagan ổng nói làm tổng thống easy, cái người rất là dễ dàng, giống như đi đóng phim vậy. Ông tuyên bố á. Ông tuyên bố một câu nảy lửa nẹt lửa luôn à. Anh chị em các bạn thấy không? Đi làm tổng thống giống như đóng phim vậy thôi. Trò chơi của chính trị mà, trò chơi của bọn tài phiệt mà. Trong hình như tôi nhớ mấy ông
tổng thống, có ông học hết trung cấp à, anh Alan Phạm á. Tôi nhớ ông mà tôi quên tên, ông Henry Ford hay là ông nào ta? Ông Henry Ford hay là như ông Henry Ford thì phải. Là ông chỉ học hết trung cấp thôi các anh chị các bạn biết. chưa có một cái bằng nào tốt nghiệp hết đó. Cũng lên ngồi tổng thống. Có một ông, tôi nhớ có một ông Henry Ford thì phải. Cho nên Mỹ cái quyền lợi của tụi da trắng bọn tài phiệt, nó thấy cái gì mà lợi cho nó là nó làm thôi. Còn mình là dân, nói chung là dân lao động phổ thông cũng phải chăm lo cuộc sống chăm mẹ. Lắp khế bộ đã xem được. Hello, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Nói chung thì Lợi Minh là người làm ăn, rất là thích làm ăn. Anh chị em các bạn lên trên này cũng vậy, Lợi Minh chia sẻ làm sao mà mình nghĩ đến chuyện ít nước lợi nhà. Quê hương của mình đang đổi mới phát triển từng ngày và từng giờ. Rất tiếc là Lợi Minh về với quê hương nó còn muộn màng. Tại hồi xưa công ăn việc làm bên này, hồi xưa Lợi Minh, anh chị em các bạn biết có công ty làm sướng, làm ngon lắm. Mình còn mê bên này. Sao về nhiều lần. Với lại sau này cái chính sách đổi mới và nó thông thoáng hơn. Và cái lối sống của người Việt mình càng lúc cái dân trí nó cao hơn. Cho nên tôi rất là thích. Rất là thích. Phải nói là mình được nhiều cái ưu đãi. Về Việt Nam làm ăn cái diện vậy là mình phải đứng trên cái tên tuổi của mình. Anh chị các bạn nên nhớ một điều như vậy. Còn mà làm mà về bển mà thấy không được chứ đừng có đưa người này đứng, người kia đứng, người nọ đứng, mít lòng lắm. Rất là phức tạp. Rất là mít lòng. Hồi đó bới về Lợi Minh đưa người nhà đứng thấy phức tạp quá. Thôi Lợi Minh lấy lại hết. Thu tóm về mình, của mình giữ. Đưa người này người kia đứng, đất đai rồi làm ăn cái đồng tiền. Lòng tham con người thì nó bô đái. Anh em nhiều khi gia đình đồ, người thân nó mất công khỏi phải mít lòng. Thằng nào cũng có tiền thì mình cho nó nhiêu, nó giúp vốn cho nó làm ăn. Còn mà tài sản của mình mà mình đưa người thân hay là bạn bè hay bất cứ gì, người này kia đứng dễ bị mít lòng lắm. Rất là dễ bị bức mít lòng. Tại vì cái đời sống kinh tế Việt Nam nó thay đổi từng ngày, từng giờ và từng phút, từng giây. Cái giá trị đó bất động sản bữa nay thức dậy ngày mai là bắt đầu thấy cái khu đô thị đó nó phát triển, nó đổi mới, nó thay đổi lên rồi. Và anh chị các bạn biết nó lên được cái mặt tiền nữa thì thôi đi. Man, các bạn biết những cái nhà mà mặt tiền nổi không mà cho thuê đó, cho cái thằng mà Thế Giới Di Động với là cái thằng mà FPT gì đó, bây giờ mà nó thuê tháng 100 triệu, 50 triệu, cái 100 triệu ngồi đó cứ tháng cho thuê ngồi đó lụm tiền đó. Bây giờ những cái tụi mà công ty lớn rồi nó làm ăn nên làm ra nó thuê rất là đắt. Nhưng các anh chị em các bạn nghĩ đi, khi mà nó xảy ra như vậy đó, rồi bắt đầu anh em bà con người thân yêu thương nhau ngày nào, bây giờ bắt đầu mít lòng với nhau. Thành ra về Việt Nam làm ăn như Lợi Minh mà kêu gọi anh chị em các bạn làm ăn vậy, mình là một cái cổ đông, mình lập ra cái cổ đông. Mình lập ra cái cổ đông rồi mình làm, mình chia nhau, chia cơm xẻ áo, lá lành đùm lá gách đùm lá tả tơi. Lá tả tơi mình không biết đùm cái gì luôn. Anh Alan Phạm ơi, I am still convincing my wife. Oh, just take your time, and Alan Phạm. Woman is very complicated. Woman very complicated. Just take your time, okay? No hurry, anh Alan Phạm. Cái người phụ nữ anh Alan Phạm họ phức tạp lắm. Cái suy nghĩ của họ không phải giống như đàn ông mình. Họ suy nghĩ
cái gì họ suy nghĩ nó rất là ngắn hạn. Cái suy nghĩ của họ là họ suy nghĩ bằng cái con mắt, họ nhìn bằng cái con mắt. Còn người đàn ông của mình đó, mình bước ra thương trường, mình nhìn xa, mình trông rộng. Nhiều khi mình biết trước mắt mình một cái con đường nó còn rất là rầu rề, nó còn những cái phong ba bão táp, nhưng mà người đàn ông của mình thích mạo hiểm, nhất là mình là những người làm ăn nữa, anh biết không? Còn người phụ nữ thì họ không như vậy. Người phụ nữ thì họ thích, họ muốn an phận, có ông chồng sống làm sao an phận hủ thừa, chiều về hai hà ni ôm hôn cái rồi I love you, you love me, rồi cuộc sống nó nhàn nhã như vậy là họ cảm thấy hạnh phúc rồi. Cái người phụ nữ đó. Còn cái người phụ nữ mà họ tiến thân tại vì họ sống họ bị chùi dập vì cái khác nha, cuộc đời của họ đã lên bờ xuống ruộng, bị thằng này nó đá, thằng kia nó đấm, thằng nọ nó đập, thì những người phụ nữ đó họ khác, họ có cái máu đàn ông hơn, họ luôn luôn nhìn xa hơn. Và mà nói chung là làm ăn chung với phụ nữ tôi không bao giờ làm, tại vì cái suy nghĩ của người phụ nữ nó khác với cái người đàn ông mình rất là nhiều. Cái người đàn ông của mình làm ăn á, mình mạo hiểm mình làm ăn, nhiều khi mình biết là mình có thể thua nhưng mà sau đó mình mới thắng, mình sẽ thắng. Mình bước ra thương trường mình làm ăn, mình phải trải nghiệm. Anh A Lần Phạm đúng không, cái người đàn ông của mình đó. Đấy, mình không trải nghiệm thì làm mà, cũng như tôi nói như kiểu cái người Việt của mình đó, có thất bại mới, thất bại là mẹ của thành công. Nhưng mà mình thất bại không phải là mình sụm quỵ xuống, là mình phải đứng lên. Anh biết cái thời gian tôi về Việt Nam làm ăn, cái những năm đầu tôi cũng có thất bại chứ không phải là không đâu nha. Mặc dù tôi đã có cái trang trại ở trên Bảo Lộc rồi, tôi đầu tư thêm á, anh chị, cái thất bại của tôi là gì? Tôi nhìn cái thị trường Việt Nam và tôi underestimate cái cách làm việc của người Việt của mình, của người thân của tôi. Tôi underestimate, làm tôi suy đoán một cách sai lầm. Tôi nghĩ rằng họ có thể quán xuyến công việc của tôi giống như tôi làm vậy. Mặc dù tôi nghĩ là tôi huấn luyện họ trong suốt 3 tháng, họ có thể giữ cái công ty mà làm mà đứng vững được. Cho nên tôi tính xài cái đó. Cuối cùng tôi phải bán công ty và lỗ cả tỷ đồng. Nhưng mà rất là vui. Lúc đó bán công ty xong rồi đãi tiệc rồi. Rồi nghỉ về lại Bảo Rút, về lại Bảo Lộc và đầu tư mạnh vào trong vấn đề cái trang trại trên đó. Và ngày hôm nay cái thành quả của mình có được. Nói chung là phụ nữ họ có cái nhìn rất là khác với đàn ông mình nhiều, anh là phải. Cho nên anh làm ăn cái gì cũng vậy, mà nhất là anh có vợ rồi đó, là cả một cái vấn đề. Tôi nói cho anh biết một điều, anh mà làm ăn gì mà anh có vợ đó, người ta nói đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, mà không đồng nhau tác cái ao nó cũng cạn, tác hoài nó cũng cạn. Ông chèo xuôi bà chèo ngược, chèo lọn xa sạc ngầu á, chèo riết rồi đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Tôi là một cái thằng làm ăn rất là mạo hiểm, chưa ai mạo hiểm bằng tôi. Tôi nói người nhà tôi mà còn kêu trời tôi. Anh A Lành Phạm đó, thành ra kệ mình cái gì cũng vậy, cứ từ từ anh. Hôm nay tôi nói anh đừng buồn nha anh A Lành Phạm. Tôi mà biết anh vừa rồi anh đầu tư cái căn hộ ở Đà Nẵng là tôi cản anh này. Thiệt á, phải anh mà tham vấn với tôi á, là tôi cản anh rồi. Là anh hơi bị ngon luôn. Tôi nói thật á, anh đừng buồn. Cái tánh tôi nghĩ sao nói vậy. Anh mua căn hộ, anh bỏ ra 1 tỷ mấy là anh mua là không có ngon bằng. Vừa rồi mà man 1 tỷ mấy của anh mà gặp tôi là tôi chỉ dẫn anh đi thôi. Là tôi nói với anh, tôi bảo đảm với anh trong vòng 5 năm tới mà anh nghỉ hưu mà anh về Việt Nam là anh phải ngồi trên một cái đống bạc. Anh phải là một cái người gọi là thương gia mà trưởng thành lỗi lạc.
Chưa lợi minh gì đó. Cái này kẹo bà con chửi. Không, cái này tôi nói anh đừng buồn nha. Na là Phạm, cái này tôi nói thật á. Tôi nói với anh làm ăn cái gì mình phải, anh bỏ vô cái tiền tỷ ở Đà Nẵng anh mua cái căn hộ uổng quá. Tôi tiếc khủng khiếp luôn. Tôi nói với anh, tôi tiếc giả man. Man, cái tiền tỷ đó mà vừa rồi anh mà gặp tôi dẫn anh xuống Bình Thuận, hay là đi ra ngoài vùng ở ngoài Đà Nẵng anh xuống Bình Thuận. Bà tí tôi coi mấy cái vùng đất trên đó. Nói với anh đi xuống miền Tây thôi. Mà tỷ mấy đó anh mua ở chiếc bài cũng khoảng cả hecta đó. Anh chưa đưa lên đất vườn. Tôi có thể đứng tên giùm anh, chỗ anh em mình 1 tỷ mấy 2 tỷ của anh, tôi cầm tiền triệu đô mà. Không lẽ tôi đi gạt anh sao? Hả anh Danny hả? Ở bên anh Lệnh Phạm hả? Cái này tôi nói thật với anh luôn đó, không lẽ tôi đi gạt anh sao? Làm gì mà có chuyện đó. Tôi ghi giấy cho anh, tôi làm việc cái gì anh biết, tôi làm việc làm ăn gì anh vậy, là phải có công chứng, phải có giấy tờ. Tôi muốn nhìn thấy ít nhất làm sao mà kêu gọi được một người nào đó để sau này họ thành công, họ sẽ nhớ Lợi Minh. À, Lợi Minh. Có nói gì được không? Có qua thấy sao? Có qua. Có qua vô rồi nè. Nãy giờ mình nói dài quá, chừng dài không ạ. Hello Lệ Thảo, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Nói chung là làm ăn, anh chị em các bạn trên này làm ăn nên muốn làm ăn Việt Nam gặp Lợi Minh sẽ hướng dẫn cho. Đừng có vội vã quá. Tại vì mình làm ăn mình về Việt Nam gì nữa, nhiều khi mình thấy cái gì đó nó hào nhoáng rồi cái mình chụp vật. Lợi Minh lên bờ xuống ruộng, Lợi Minh hiểu rồi. Không phải là về Việt Nam là cái thấy thị trường vậy là nhảy vô làm ăn đâu. Cũng phải nghiên cứu, mà Lợi Minh đã có được cái kinh nghiệm rồi. Nói chung ở Mỹ thì Lợi Minh là giỏi rồi, về Việt Nam là mình cũng mình cũng phải không có dở được. Bởi vì giờ các bạn biết hồi xưa mà Lợi Minh mua 2 hecta trên Bảo Lộc, có người nhà chửi mày không chịu mua gần nhà nè, bà con anh em được gần kế bên, người này người kia phụ mày tay không. Tôi mà làm gì cũng phải ngược ngay, tôi không có gần mấy ông được. Mấy ông khiêng đất tôi, mấy ông chạy sao. Anh em mà tôi còn không tin tưởng mà làm ăn á, nó nói chi người ngoài, không phải nói chuyện người ngoài, mà anh em mà hiểu biết ở bên ngoài mình làm ăn mà hùng hạp nhau thì nó phải giấy tờ đâu ra đó, bút sao là chết. Người nhà tôi mà sau này mấy ông anh tôi nói ở đây đất đai thiếu gì, ở Mỹ Tho đất mênh mông luôn, chưa mày mua mày ngon này. Tới chừng nhìn lại nay cả chục năm mà nhìn lại thấy ổng thì ổng văng vô vách. Ổng chửi mình tơi bời ba láo, chửi ủ tao nói mày, mày về mày cầm tiền về á, mày không chịu nghe lời tao, mày mua đất chỗ này là bây giờ mày trúng rồi. Ổng mua tới chừng ổng mua ổng làm ăn ổng đổ nợ, ổng mượn toàn là đòi heo nấu cháo không à. Cuối cùng ổng văng vô vách luôn. Bây giờ đất mà trên kia thì lại ngon lành lên, ông nói ồ giờ mày ngon rồi ha. Nói dĩ nhiên rồi, Lợi Minh mà. Mình phải có cái hướng đi của mình. Nhiều khi mình về mình nghe người này người kia nói thế này thế nọ, mình phải nghiên cứu, mình phải chính con mắt của mình phải đi đến đó, mình nhìn tận mắt mình thấy mới được. Ở nãy đường này người ta ồ chưa tới. Anh chị các bạn biết Lợi Minh về bển mua đất mua đai mua gì nữa bên Mỹ, lên mạng cứ ghi sơ tìm những cái trang website người ta bán. Nhiều người họ cần, nhiều ông ham đi nước ngoài bán, nhiều người làm ăn bị thua lỗ bán. Lên đó mình coi xong rồi mình chấm cái địa điểm rồi mình bay về Việt Nam, thuê thằng tài xế, mướn xe 7 chỗ, thuê thằng tài xế, mày chở cho tao đi đến chỗ này chứ cho nó tiền bo đó thôi, mỗi chuyến đi cho nó 200 ngàn 300 ngàn thôi. Đấy, rồi nó chở đi
chở đi, đi tới đâu mình lo cho nó, cho ăn cho ngủ đầy đủ, nó chở đi khắp mọi nơi hết. Mình xuống đó mình coi, mình nghiên cứu, mình phải mắt của mình phải nhìn thấy. Chứ mình tới đó mình phải coi cái thị trường, mình phải coi cái địa hình, cái thành phố, cái khu vực đó như thế nào nữa. Anh chị các bạn nên nhớ như vậy, chứ không phải thấy cái gì cũng nhảy vô đâu, không có được, không có được, nguy hiểm lắm. Nhiều khi mình nghe người này cái đồn cũng không được, mình phải đến đó. Các bạn biết bây giờ những cái trang mà thông tin của ủy ban của nhà nước Việt Nam mình đó, nói về những cái địa danh, địa hình, địa thế phát triển như thế nào, khí hậu đó làm sao, cuộc sống thế nào, họ bỏ đầy trên mạng đó. Tôi vô tôi coi Bảo Lộc hay là Đồng Nai, địa hình địa thế nó như thế nào, cái dân cư bao nhiêu, và cái những cái khu công nghiệp đó ra sao, đời sống người dân đó như thế nào. Mình phải nghiên cứu như vậy mình mới nhảy vô, mình mới đi lụm bắp cắt. Sao nãy giờ tôi chia sẻ vậy được không anh A Lệnh Phạm? Đó chứ Lệ Minh nói gì không phải, đừng buồn nha anh A Lệnh Phạm, chứ anh em chia sẻ thôi à. Giờ mình phải lại mình check smoke. Đấy, các bạn thấy không? À, chỉ có cái bóp thôi, chỉ có cái bóp nó làm cho cuộc đời của mình khó khăn đến như vậy đó. Nói chứ đi làm ăn mà có một người phụ nữ, người đàn ông mà thành công cũng có một người phụ nữ đứng sau lưng, nhưng mà người đàn ông mà làm ăn mà thất bại cũng bởi có một người phụ nữ. Cho nên thôi thì khó lắm, nó chứ khó lắm. Nói đến phụ nữ thì đây làm nói chung khó. Tôi thấy phụ nữ họ too complicated. Đối với tôi nó họ là một cái gì đó mà Thượng Đế tạo ra một cái người phụ nữ rất kỳ lạ. Nhiều khi không hiểu, họ nói họ thương mình rồi á là cái gì cũng được, tới chừng mà họ không thương mình nữa là chỉ có từ văn vô vách, lên bờ xuống ruộng bứt tóc thôi. Nó khổ vậy. Cái người phụ nữ họ cũng cho mình cái niềm vui và cái hạnh phúc, cái sung sướng, nhưng mà ngược lại nhiều khi họ cũng cho mình những cái nỗi đau. Bởi vậy ôi cái đường đời hả, ôi cái đường đời. Chịu Kiều Như. Chia sẻ cái gì? Nó chỉ về 300. Cái bạn gì đó, bạn gì đó, ông Dung gì đó, chuyện có lời làm ăn thì nó cũng thường tình lắm. Thôi mình like cũng lâu rồi nha. Mấy thằng mắc dịch này nó khó chịu lắm. Mình quay nó không thích. Nó sợ nhiều khi nó sợ nhiều khi đưa cái mặt mâm của nó lên mạng, nó vô bực mình nó không. Chứ bị đóng thế ở Việt Nam mà, mẹ nói về nông nghiệp bên Việt Nam là được miễn 100% luôn. Ở bên Mỹ mua miếng đất còn đóng thế. Tôi mà xách 8 cái mẫu đất tôi ra cho bạn coi đóng thế, thấy không, đóng lạnh thôi. Không có tiền thế đóng rồi, thằng chính phủ nó lấy lại, nó đem ra nó đấu giá, nó bán. Chứ nó giỡn đâu. Anh chị các bạn biết Việt Nam mình nhà nước ưu đãi nông nghiệp dữ lắm, là mua đất khi mà đất nó lên giá rồi dân hưởng không, mà khi mà đền bù không như ý muốn là bắt đầu thành dân quan, bắt đầu chửi tơi bời ba lá, bắt đầu đổ lỗi. Ông chính phủ mình cũng hay, phải ngồi xuống nó phải thương lượng. Phải thương lượng đủ mọi cách mọi kiểu để cho dân họ hiểu. Cho nên cũng khổ tâm lắm nha các bạn. Tôi nhớ hồi thời ông Nguyễn Bá Thanh, tôi nhớ ổng
ổng xây dựng cái Đà Nẵng có được như ngày hôm nay. Ngày xưa ổng cũng bất, ổng cũng khổ tâm lắm, nhiều khi muốn bấn dời cái cây cổ thụ đi, dân cứ bảo là cái cây đó xưa cổ, nhưng mà ổng phải giải thích, ổng xuống ổng giải thích từng người phải đi vận động, phải dời cái cây cổ thụ đó đi để đặng mà phát triển cái hạ tầng cơ sở cho nó hoàn chỉnh hơn. Khi mà dân họ hiểu được, hợp tình hợp lý rồi mới làm được. Các bạn thấy không? Nhiều khi cũng cái dân của mình phức tạp lắm. Nói chung bởi vì mình bị ảnh hưởng cái phong kiến, mình bị ảnh hưởng Khổng Tử và Lão Tử quá nhiều. Mà bây giờ đất nước mới có đổi mới có hơn 20 năm thôi. Hỏi anh chị em các bạn chứ cái trình độ và kiến thức và sự hiểu biết mỗi người mỗi khác, mỗi vùng mỗi nơi mỗi khác. Nhiều khi các bạn đi vô cái khu phố Mỹ Hưng hay là những cái khu mà có dân trí cao, rồi đi ra những cái khu vực khác, đời sống nó một trời một vực, cái lối sống của người dân nó khác nó rất nhiều. Bây giờ có những cái lớp trẻ nó đi ra hải ngoại, nó đi ra những cái quốc gia khác, nó học hỏi và nó hiểu, nó quay trở về Việt Nam, có những cái giới trẻ nó tiếp thu cái sự đổi mới của đất nước và nó áp dụng vào đời sống của nó, thì nó có những cái sự thực tế thực dụng hơn. Còn có những đứa trẻ nó không áp dụng và nó không thực thi được, nó không thực tiễn được, và nó đi vào trong những cái sự thất bại này và thất bại khác, và nó bị lôi cuốn vào những cái sự cám dỗ và những cái sự phát triển của đất nước đó. Nó bị lôi cuốn vào những cái vòng lẩn quẩn loanh quanh, cái kiểu giống gọi là, nói hơi quá đáng, gọi là trưởng giả học làm sang. Mình chưa có bằng ai hết mà đi ra kia là muốn đi ra cà kênh rồi. Các bạn thấy không? Đó là cái cách mà nhiều người bị thất bại. Mình chưa có bằng ai hết mà lúc nào mình cũng làm giống như ta đây. Ngay cả cái cộng đồng mạng Facebook này, anh chị em các bạn thấy, nhiều khi nói chuyện mà mình không cẩn thận chút thôi là cũng bị những cái tai mà gọi là đầu đất, nó cũng bắt lỗi bắt phải thế này thế nọ. Ơi dạ dạ, ớn chứ đâu. Nhiều khi mình đánh chữ tiếng Việt mà nó sai chút thôi là nó ngồi đó nó phê phán vu cách đủ kiểu. Cho nên cái Facebook này là nơi để tôi luyện mình. Nếu các bạn mà thấy nó hay, có nhiều người lên cứ than thở bảo là đấu tố này đấu tố nào, đấu tố con khỉ gì trên đời. Cái sự ghen ghét và cái bằng ganh tị của con người ta, họ đố kỵ với nhau thôi, phía trên này mà đấu tố gì. Cái người này không chịu thua người kia không chịu thua người nọ, người nào cũng muốn xưng hùng xưng bá thì nó cãi vã nhau thôi. Có nhiều người lên này phải là phải chống bao quay cái gì mình, nói chung là xã hội mô hình ở trên Facebook này nó thu nhỏ, mọi sự mình phải uyển chuyển chứ không có thể nào cứ ngồi đó mình đi tìm một cái sự hoàn hảo vậy thôi, xuống tóc đi vô chùa tu mẹ rồi ngồi đó cái gõ mỏ rồi cái tụng kinh, chứ sống theo cái mô hình mà mình khép kín, chứ sống theo cái mô hình khép kín vậy thôi. Còn mà bước vào trong cái xã hội Facebook này là muôn hình muôn vẻ, muôn màu muôn mặt, không có gì phải quá cầu kỳ vậy. Là phải lên mạng, lên Facebook là phải như thế này thế nọ, không cần. Tôi thấy không cần, không có nhất thiết, cứ để mọi sự nó trôi theo dòng đời và dư luận người ta sẽ đánh giá. Vì sao người ta sẽ đánh giá? Người ta sẽ sàng lọc cái gì đúng cái gì sai. Nếu không có những chuyện cãi vã ở trên mạng xã hội này thì làm sao chúng ta nhận diện ra được cái nào đúng cái nào sai? Không lẽ lên đây cái Lợi Minh cái dè cái bánh vẽ cái nói cái gì cũng nghe có lý? Phải có sự đối lập, phải có sự đối lập.
Nhờ có sự đối lập như vậy mà chúng ta mới nhận diện ra được một cái xã hội Facebook nó tuyệt vời như thế nào. Còn mình đi tìm cái sự hoàn hảo thì thôi, tắt cái monitor, đóng cửa lại, rồi gõ mõ tụng kinh, tránh xa sự đời. Cái kiểu như là bế quan thỏa cản, lên núi cạo đầu đi tu, rồi ngồi đó cứ ăn chay niệm Phật, hay là đi tu thế này thế nọ, mọi cách mọi kiểu. Tôi nói anh chị các bạn, Facebook này cái chuyện cãi vã bình thường, cái xã hội Việt Nam của mình, ở những cái cộng đồng khác tôi đã nhìn thấy nó như vậy, nó còn tệ hơn ở Facebook này rất là nhiều, trăm nghìn thứ luôn rồi. Các anh chị các bạn biết hiện nay cái sự cãi vã đó là những cái mâu thuẫn ở trong những cái vấn đề thôi, còn những cái diễn đàn mà chống cộng ở nơi khác, anh chị các bạn biết tụi nó ngồi đó nó bàn làm sao, những cái kế hoạch nào nó đưa ra, tụi nó bàn đến nỗi mà cái kế hoạch của nó đưa lên làm sao mà để tạo ra, nó gọi là cái game chơi đó, nó gọi là tạo cái game á, để bằng mà nó đánh đó. Yeah, I'm back. You got your wallet this time? Yes. Okay. Oh. Just follow him, okay? Yeah. Đó, anh chị các bạn biết nó tạo ra những cái cuộc chơi của nó giả mang lắm kìa. Nó giả mang lắm kìa, nó chơi mà. Anh chị em có mình nghĩ đi, ở bên Bao Phót đó, cái nỗi mà người ta phải ok. Tới nỗi mà chiếc xe Hummer mà nó còn không biết mở ra làm mở cửa. Mình nói tới đâu rồi ta? Thành ra anh chị các bạn biết đó, những cái diễn đàn mà chính trị ở những cái như tôi nói ở Bao Phót, anh chị các bạn biết nó còn phức tạp hơn ở trên này trăm ngàn lần. Các bạn biết hả, nhiều khi mình vào mình nghe tụi nó bàn với nhau những cái kế hoạch của nó gài bẫy người này, nó gài bẫy người kia, nó gài bẫy người nọ, để đặng mà nó tạo thành cái game chơi của nó giả mang lắm kìa. Các bạn đánh vào Bao Phót có mà có một, các bạn lên mạng Google, bạn xưa bạn tìm đó, có một người tới nỗi mà nó bị người ta đẩy vào đường cùng, người ta treo cổ luôn. Các bạn biết nó treo cổ trên live luôn đó, kinh khủng lắm. Hình như là có hai người mấy người tự tử á, nó kinh khủng đến độ như vậy đó, ở bên Mỹ đó.